Hello cả nhà, video hôm trước mình đã đi vườn cây ở Garden World. Hôm nay mình đi vườn sen lá và cây cảnh cũng ở Garden World. Ở đây họ bán rất nhiều loại sen đá, nhìn thấy cũng lạ lắm. Những giống cây này nhìn cũng rất lạ.
thấy qua bên kia rồi đó. Thấy qua bên kia đó. Nhìn thấy chút chút kìa. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ đăng ký để ủng hộ mình. Bye bye.